Đội tuyển Ghana đã có mặt tại Qatar để chuẩn bị cho World Cup 2022, nhưng đến nơi, trưởng đoàn đội tuyển quốc gia Tây Phi này mới phát hiện đã quên mang áo thi đấu để sử dụng cho trận đấu đầu tiên với Bồ Đào Nha vào ngày 25 tháng 11 theo tờ OLE. Hiện tại, lô áo đã được gửi từ quê nhà đến Qatar thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh nhưng chưa rõ ngày nhận bởi không có nhiều chuyến bay thường xuyên từ thủ đô Accra của Ghana đến quốc gia chủ nhà World Cup 2022. Được biết, liên đoàn bóng đá Ghana không mấy lạc quan, họ lo ngại áo đấu sẽ không được giao trước trận gặp Bồ Đào Nha và vẫn đang tìm kiếm các giải pháp thay thế. Đây là sự việc hài hước và cũng rất hy hữu trong mỗi kỳ World Cup, bởi ở một giải đấu lớn như vậy, công tác hậu cần phải rất tỉ mỉ, công phu. Nhiều đội tuyển còn sẵn sàng mang theo cả những món đồ nhỏ nhất, như tuyển Anh mang theo ảnh gia đình của từng cầu thủ, tuyển Argentina mang theo chè dành riêng cho Messi trước đó với một số đội bóng châu phi sự cố ngoài lề vẫn thường xảy ra ở giải đấu lớn các tuyển thủ cameroon từng đình công nhằm đòi chia tiền thưởng hai đội tuyển nigeria và ghana cũng phải đối mặt với vấn đề này